chiếc xe của anh còn ở dưới bãi luôn. Cái nào mà anh cứng quá thiện rồi đó, ngân cái tử đó. Đồng ghê không? Phan tôi đồng ghê không nè. Review từ từ cho anh em xem trước. Xe này 57 anh Vinh nhưng mà dàn hơi như 62 nha anh em. Biển số là biển số tỉnh Đồng Nai. Xuống áo full 2.10 đầy đủ, chó AB. Đó, chó mới, áo 2.10 liền lạc cứng cát, áo gần như là new 80% nha anh em. Thì con xe này là mình ưng ý nhất là có cặp mâm. Đó, cặp mâm và chó đầu áo đó, trong xe rất liền lạc. Anh em coi ở ngoài thì nó bao đẹp luôn anh em. Đẹp cực kỳ, đẹp như là ngọc trinh vậy đó anh em. Đây, thì xe đi dàn chân trước. Đó, dàn chân trước về xe 57 anh em, cho nên nó dàn chân trước nó không có ngầu được như mấy dòng 62 hay review nha. Đó, dàn chân trước xe 57 cứng cáp. Đó. Mâm này là mâm 5 cây nha anh em. Mâm 5 cây là mâm này là mâm như Eliken hay gì á, ở không? Mâm Racing Boy luôn. Đó, lộn miếng xe kia tại vì nhà mình 2 3 chiếc là lộn xe kia, mâm là mâm đúng Racing Boy 5 cây nha anh em. Đó. Vỏ thì vỏ trước đang đi vỏ size bự nha anh em, tại vì 57 á thường thường là đi tour đi cà phê mà không đi size nhỏ nha anh em. 60 cho 57. Vỏ còn rất là ken luôn, vỏ này là vỏ quýt nha anh em. Đó, anh em biết cái độ bền của vỏ quýt rồi. Mâm Racing Boy 5 cây thì khỏi phải bàn tới. Xe này là bao anh em, ban ổ gà, ổ vịt, ổ voi, ổ chó và ban được hết nha anh em. Ban bao công bằng luôn, bao gãy luôn. Trừ khi là nài xe chừng 90-100kg cho thằng đằng sau thôi, quay thằng đằng sau cho anh em xem. Đó, chừ khi nài xe 100kg vậy ban có gãy thôi nha anh em. Đó. Còn mấy cái này mà cỡ mình hay là 50-60kg thì đi mấy cái mâm này là bao quang, ban thoải mái không sao đâu nha anh em. Mâm Racing Boy anh em biết cái độ cứng cáp của nó là không cần phải giới thiệu nhiều nha. Thì xe này là đang đi coi gọt phuộc trước, nó phuộc zin, heo zin. Phuộc trước là phuộc zin, heo zin thì nói chung là xe nào phần nào giữ zin được thì giữ zin, còn phần nào không giữ zin được thì phá zin đó nha anh em. Đó, thì xe đang được trang bị nè, bộ áo nè. Áo này áo 2.10 anh em, áo này gần như nêu gần như 90% luôn, 90% à. Mua xe cũ nói 100% thì sao lời quá. Thề luôn, nhiều khi mình đéo thể hiểu được, nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Anh em thấy không? Áo này là xanh nha, xanh GB nha anh em liền nè. Chó này rất là đẹp luôn. Đó, xe nhà anh mới nè. Chó mới nè, đó anh em thấy không? Thì nói về độ xuống áo á thì anh em sẽ biết được hầu như là 10 xe hết 9 xe nó xài dây rút rồi. Nhưng mà xe này thì bắt áo rồi được, bắt ốc rất là liền lạc, quay cho anh em xem. Ốc rất là liền lạc luôn. Đây, ốc nè. Ốc xuống áo rất là liền lạc, nói chung là xe này chủ xe trước xuống áo có tâm. Có tâm nên chiếc xe nhìn nó rất là liền lạc và cứng cáp, chạy nó không có bị cảm giác nhưng mà anh em áo gà nó bị rơi mà nghe rung rung dần áo nha anh em. Thì nói chung là mấy chiếc xe xuống áo á thì nó hay bị cái tình trạng đó. Xe này đi cái đồng hồ nè anh em. Đồng hồ có 2.10 luôn. Đây, quay cho anh em xem. Nói chung là đồng hồ ẹt nhỏ thì đời máy thì mình đâu biết là đồng hồ ẹt nhỏ thôi. Đó anh em thấy không? Nhìn trong điện thoại anh em quay anh em xem cho thôi chứ được 70% thôi anh em, nhìn ở ngoài là bao ken, ken bóng, ken xà beng, nhìn ken cũng nổi mà nó anh em nghe sáng ngày chạy đầu nặng mụn được luôn, bánh răng được luôn. Về bằng sau xe được trang bị với một số đồ chơi cao khá, đây quay cho anh em xem, gấp này là gấp kinh rồi đó. Đó, kinh rác màu đen, gấp này thỉnh quá anh em, hầu như mình lấy hở mình lấy xe về còn đi gấp này không, thỉnh rất là đẹp, dài anh em, rất là dài luôn, cho nên anh em nhìn chiếc xe này rất là lùng nha, chứ không có đít, không có nhỏng như mấy chiếc xe kia, lùng lắm. Đi gấp mà vô rất là đẹp xe luôn, mâm sau cũng là mâm Racing Boy luôn, đi thắng đường nha anh em. Đó, anh em thấy chưa, gấp kinh rác mâm Racing Boy đi thắng đầm, vỏ sau vỏ 70-90, thì vỏ trước là 60 rồi, vỏ sau phải đi 70 chứ. Không lẽ đi hai cái 60 thì nó lùng ngang nhau, ngồi xe nhìn giống con vậy kỳ lắm. Vỏ vẫn là vỏ quýt đây, quay cho anh em xem, vỏ quýt luôn, đó. Quýt Made in Thái Lan nè anh em thấy không? Đó, Made in Thái Lan. Thì thường thường anh em đi xe 57 mà anh em cần sự cứng cáp và cái độ bền của chiếc xe nhiều hơn là cái độ mà lực của xe 57 mà anh em không thể nào lực 62 được, nhưng mà dàn hơi xe này rất là chắc, xíu nổ máy cho anh em nghe.
được trang bị xe này cabo nè. Đó, cabo anh em thấy cabo không? Cabo này anh em là theo dõi Facebook của mình thì sẽ biết là cabo này mình mua new. Mình mua hàng mới nha, mình mua hàng trong cái hộp luôn, bóc tem ra luôn. Anh em mà có theo dõi Facebook của mình á thì sẽ biết cabo này mình mua new. Mua mới hết, không có xài đồ cũ nha anh em. Tại vì xe này là lúc trước mua về là cabo móc của 57, nhìn xe nó không có đẹp, không có cứng cáp cho nên mình mua mới mình đập vô xe. Cái này là đều độ mới hết nha anh em. Đó, cổ là cổ bao khúc mới hết. Nêu cái này hàng nêu là tầm 1 triệu mấy á. Thì nó 1 triệu mấy mình không có nói cái giá chính xác được, thì mỗi người bán mỗi giá nói chính xác thì anh em sợ chửi mình chết. Đó anh em thấy phần lốc nè, về phần lốc nè. Lốc thì thường thường người ta đi lốc ốc đi ốc zin nhưng mà xe này không có nha anh em. Anh nào ốc lục giác thì nó cứng cáp cực kỳ luôn. Đó, nó đẹp xe nữa. Thứ nhất là đẹp xe, thứ hai rất là liền luôn. Anh em thấy không? Ốc lục giác nè, rồi vô full ốc này luôn. Đó, full luôn, nhìn rất là liền cứng cáp. Cái ốc lục giác anh em biết độ cứng cỡ nào rồi. Thế là cứng cáp luôn. Về phần nổi công của xe này á, xe này đang đi 57 zin zin nha anh em. 57 zin zin là xe này đang đi lòng 150. Đó, lòng 150. Lòng 150 là đầu zin lòng lên nha anh em. Thì anh em biết 57 là nó bền cực kỳ lắm, nó im mà nó im như xe zin luôn. Được cái là xe này đi cái bình bông này là bình bông bông Nhật. Đi rất ít thôi rằng, nói chung là chạy chắc còn 40 cây lít đó. Theo mình cảm nhận vậy thôi mà tùy theo anh em chạy nữa không. Nói chung là tùy em chạy, xe đi cầm Uma này anh em đó. Đó, cầm Uma, bình bông, lòng 150 và đầu zin nằm lên. Thì xe này mấy xe đi xong nãy là đi xe bắp lớn rồi thì anh em chơi xe này anh em sẽ biết. Thì tổng thể con xe rất là liền lạc luôn. Đó, nói chung là quay cho anh em xem là tổng thể con xe rất là liền lạc. Xe này anh em chỉ cần mua về và đổ xăng là chạy ra, không có tốn một đồng xu nào hết nha anh em. Thì xe này nói chung là rất là liền lạc rồi, mua về là đi thôi, không có tốn đồng bạc nào hết trơn á. Đó, xuống áo 57 zin xuống áo 210 giấy tờ đủ, giá chỉ 2x nha anh em. 2x thì giá quá hợp lý rồi, bây giờ anh em mua một con xe zin đó. Giấy tờ đủ có tầm 19-20 triệu rồi, chưa xuống áo, chưa dọn, chưa tính dọn về. Mâm đồ dặn gấp, đồ khô rồi chưa tính máy nha anh em. Thì bán giá này là quá hợp lý rồi. Để mình nổ máy cho anh em nghe xem có độ chất của con 57 như thế nào. Xe nó chất tới nỗi mà 57 mà dặn hơi như 62 vậy anh em. Đã lắm, mua về đi thôi, có đồng bạc nào hết trơn á. Xe này có OB thôi, nhưng mà có điều là hiện tại là mình đi bơm điện á, đi bơm nước điện á, cho nên vấn đề mình nó yếu, chỉ cần đạp thôi. Nên là vấn đề thì dành ra cái bình bẩn hơn. Mình đi bơm điện á anh em, xe đi đồ chơi hơi nhiều. Thì mình có để cái link Facebook mình ở với phần mô tả. Thì Facebook của mình là đối diện số điện thoại là 0363 413 885. Xe này mình đang kêu bán giá là 2x. 2x có nghĩa là 2 mấy triệu nha anh em. 2 mấy triệu nhỏ thôi. Nói từ tầm trung đổ xuống thôi. Tầm trung đổ xuống thì quá hợp lý cho bạn xe 57. Máy cực kỳ êm và lộng sẵn như thế này rồi. Thì mình bán xe là mình không có lấy cái gì trên xe để lại cho anh em. Ô, mình vẫn bán để anh em luôn. Mình chấp nhận mình mua neo, mình đập vô cho chiếc xe mình nó đẹp, đi nó liền lạc thì mình để như vậy luôn. Mình không có lấy cái gì ra hết nha anh em. Đó, bộ HM3 full new nè, nắp nè, nắp CNC thế nè, nắp CNC bơm điện nè, nắp CNC bơm điện nè. Thì nói chung là nó nhiều chi tiết quá, mình không có nào nhớ hết mà nói lần cho anh em nghe được. Thì anh em muốn xem mình trực tiếp chi tiết của xe này á, anh em qua Facebook của mình nha anh em. Mình có để được link Facebook với thằng mô tả. Rồi, thì nói chung là cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ clip của mình. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, subscribe kênh của mình nha anh em. Để mỗi lần á, mình có xe nào mới rồi á, mình sẽ quay cho anh em xem. Để anh em mà có nhu cầu mua thì mua, còn anh em mà không có nhu cầu mua thì cứ vô tham khảo. Để khi nào mà có đủ tiền thì anh em cứ ghé ủng hộ mình. Đó, anh em nhớ theo qua Facebook của mình nha, mình sẽ đăng hình chi tiết xe này bên Facebook của mình nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.